ui giời, xài xài sợ ba mấy tụng này mà này tính lắm đi mà ui tiền vào nhờ tiền vào nhờ ui lắc máy nhưng mà chứ là bé thì chết chứ làm nào như này nhưng mà ok thôi được rồi đấy nhưng mà mình nghĩ là thôi lạc quá rồi nhiều tiền ui giời cái gì đây what is that no idea Bà bà boy. Quá là ghê gớm. Ui giời, 100 tẹo luôn. Ok, nào, hôm nay chúng ta sẽ vào tới chính nha. Ok, mục đích người hôm nay đó chính là liệu con nào có thể đánh bại được boss 1 tỷ máu. Thực ra đùa thôi. Đây, bàn này chỉ cần